nay ngày 5 tháng 8 năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Và theo điểm A khoảng 1 điều 11 nghị định số 1176 năm 2003 thì việc không đeo khẩu trang nơi công cộng thì sẽ bị phạt từ 100 đến 300 ngàn. Vậy thì việc chấp hành đeo khẩu trang ở tại thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Xin mời quý vị cùng xem tiếp những hình ảnh trên kênh Phố Busa TV nhé. Ở đây là khu vực ngã tư Thủ Đức lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2020, một trong những cái cửa ngõ mà để ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể quan sát thấy là hầu như những người tham gia giao thông ở khu vực ngã tư Thủ Đức này đều chấp hành rất tốt về việc đi đeo khẩu trang nơi công cộng. Giờ 30 phút tôi có mặt tại cửa hàng xăng dầu Bình Thọ thuộc quận Thủ Đức. Theo quan sát thì tôi thấy những người đến đây đổ xăng dầu cũng như là nhân viên của cửa hàng xăng dầu đều tuân thủ chấp hành tốt việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Và cũng trong tình trạng đó, tôi có đến chợ Thủ Đức để tiếp tục ghi nhận việc đeo khẩu trang của các tiểu thương buôn bán tại khu vực chợ Thủ Đức B. Có lẽ trong ngày đầu tiên là ngày 5 tháng 8 năm 2020 chính thức bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh để phòng chống dịch Covid-19. Và chính quyền thành phố cũng đồng thời áp dụng hình thức xử phạt hành chính nếu bất cứ người dân nào không tuân thủ theo quy định. Và khi chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Văn Đạo, một người bán bánh bò ở tại quận Thủ Đức, về việc đeo khẩu trang có gặp khó khăn gì không thì được ông chia sẻ. Cha khăn mẹ đẻ một mình tôi đâu có bịch. Dạ. Cha biết không, tôi hút thuốc là mà phải mình lấy trà. Dạ. Mình nhai lặn cho đỡ ghiền. Chứ đó giờ không đeo khẩu trang. Nếu mình hút thuốc là mình phải một khẩu ra. Yeah. Bây giờ mình nhai trà mình khỏi khẩu. Nó đỡ ghiền thuốc. Yeah. Ghi nhận trong ngày đầu tiên, hầu hết người dân thành phố Hồ Chí Minh đều tuân thủ nghiêm túc. Tại khu vực bến xe miền Đông, nơi trung chuyển rất nhiều hành khách đi các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên, thì việc đeo khẩu trang cũng như đo thân nhiệt những hành khách ra vào bến xe cũng được lực lượng bảo vệ tại đây thực hiện rất nghiêm túc. Theo một số người dân sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ rằng, khi làn sóng dịch đợt 2 có dấu hiệu bùng phát trở lại, điển hình là ở tại Đà Nẵng, thì ai cũng tự ý thức đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, chứ không phải có quy định xử phạt người dân mới bắt đầu thực hiện. Theo giới truyền thông báo chí trong nước đã chia sẻ về cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh là an toàn, nhưng vẫn có nguy cơ nên thành phố phải ngăn chặn từ xa. Hai nguy cơ lớn là người dân từ tâm dịch Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh và người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, trong đó việc tuyên truyền đến người dân phải nâng cao ý thức trong việc chủ động phòng ngừa Covid-19, phải xem việc đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc đến những nơi đông người là biện pháp hàng đầu. Có lẽ trong ngày đầu tiên là ngày 5 tháng 8 năm 2020 chính thức bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh để phòng chống dịch Covid-19 và chính quyền thành phố cũng đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính nếu bất kỳ người dân nào không tuân thủ theo quy định. Theo quy định điểm A khoảng 1 điều 11 nghị định số 176/2013, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là vi phạm, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Mức xử phạt cho hành vi này là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng Việt Nam. Để có biện pháp xử lý dịch phù hợp, do đó nếu chúng ta không rời Đà Nẵng trong ngày hôm nay. Trước
Trước đó cũng vào buổi chiều ngày 30 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân phố đã ban hành công văn khẩn chỉ đạo các thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố tạm dừng tổ chức các sự kiện đông người như hội chợ, hội nghị và các sự kiện lễ hội chưa cấp thiết. Thành phố cũng đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác, khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, lễ tang, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài trường học, bệnh viện, tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường. Tại các công sở phải tổ chức việc đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối với tất cả mọi người khi đến những nơi này để làm việc hay liên hệ công tác. Trong các cuộc họp, người dự họp phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn ngay tại cửa ra vào và phải hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự ly gần, tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. Đối với các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y tế như tổ chức hiến máu nhân đạo cũng phải được tiếp tục và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn. Thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên là từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. Các chuyên gia y tế cho rằng con đường lây truyền từ người sang người của COVID-19 là thông qua các giọt bắn hô hấp tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần trong vòng 1 mét với các người có triệu chứng hô hấp đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Đeo khẩu trang chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 3 tháng 8 đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức, khuyến khích việc đeo khẩu trang trong bối cảnh một số quốc gia đang chứng kiến số lượng các trường hợp mắc COVID-19 tăng cao trở lại. Trước tình trạng gia tăng các trường hợp nhiễm coronavirus và các biện pháp hạn chế hơn nữa được xem là có kết quả, Tổ chức Y tế Thế giới đang phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức để khuyến khích mọi người cùng đeo khẩu trang. Mọi người được mời đăng ảnh cá nhân khi đang đeo khẩu trang lên các phương tiện truyền thông xã hội để cho thấy ví dụ điển hình nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Với việc phát động chiến dịch đeo khẩu trang, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng việc đeo khẩu trang là một trong những việc làm quan trọng để ngăn chặn coronavirus, đồng thời cũng thể hiện tinh thần đoàn kết. Tôi là Minh Nhân, cộng tác viên kênh Phố Bosa TV, tường thuật trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 2020. Một lần nữa xin trân trọng kính chào.